Thưa quý vị, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại quê nhà. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các phó thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành và đông đảo người dân quê hương đất cảng đã tới tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng sớm, đông đảo người dân không quản trời mưa tập trung về khu vực trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng để tiễn đưa người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 7 giờ, lễ truy điệu chính thức được cử hành. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang Nhà nước, xúc động đọc lời điếu, nhắc lại những đóng góp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho đất nước, cho quê hương trong suốt cuộc đời của ông. Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã xây dựng. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, tôi xin gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Lê Văn Thành lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn ghi mình vĩnh biệt đồng chí Lê Văn Thành, kính mến của chúng ta. Đúng 7 giờ 30 phút, linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được di chuyển lên Linh Sa về quê mẹ xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Dọc hai bên đường, hàng chục ngàn người dân đứng chờ để tiễn biệt lần cuối người con ưu tú của mảnh đất cảng Hải Phòng. Vĩnh biệt Phó Thủ tướng, ông ra đi nhưng những hình ảnh và sự cống hiến của ông cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn mãi in đậm trong tâm trí của đông đảo lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng.